yo, what's up, hello, nghe hello mọi người, chúc mọi người một buổi tối thật là vui vẻ nha. Ok, sao các bạn bảo tôi chưa thay đổi nhở? Rõ ràng tôi đã hứa các bạn là sau khi mà tôi làm việc trở lại, đấy là tôi sẽ thay đổi rồi. Đấy, theo một cái chiều hướng mạnh tốt đẹp hơn. Đấy, sao các bạn bảo tôi mạnh không thay đổi nhở? Anh không đi đá bóng á? Không em ơi, thực ra là đi đá bóng được rồi. Đấy, nhưng mà anh biết là anh nghỉ một khoảng thời gian dài. Đấy, cho nên là anh quyết định là anh nghỉ đá bóng để anh ở nhà anh stream sớm cho các bạn thân yêu các bạn ạ. Thôi, mày đừng có bốc quét. Sáng nay tôi vừa mới về quê ăn dỗ xong. Có mẹ cay thật. Mẹ về quê gặp kiểu đương nhiên là lâu không gặp họ hàng, mẹ vui vãi đái ra. Nhưng mà thế đéo nào lòi ra mẹ mấy đứa cháu là con của kiểu chị họ với cả anh em họ của tôi ấy. Mẹ thề bọn nó mới có khoảng tầm mẹ mẫu giáo thôi. Mà mẹ bọn nó kiểu mẹ khôn vãi đái các bạn ạ. Kiểu xem TikTok thứ bọn biết hết cơ. Nhưng mà xong rồi bị trêu tôi cơ, mẹ cay vãi à bìu thề. Mẹ không hiểu là mẹ anh chị em họ của tôi mẹ tiêm nhiễm vào đầu nó cái gì mà kiểu về về quê đấy hả, bọn biết tôi hết các bạn ạ. Đấy, nhưng mà biết một cái ở đây nhá. Đấy, biết nhưng mà kiểu gọi là kiểu ví dụ kiểu ui chú nhím ơi cháu yêu quý chú lắm rồi các thứ này nọ thì đéo sao. Đấy, nhưng mà không, đợt mạng về quê hoặc là trêu tôi các bạn ạ, cay vãi cả lì thề. Ui nó bảo ơi idol mày mà tôi đéo tin được cơ. Kiểu cảm giác bọn nó kiểu bé vãi đái luôn. Nhưng mà bọn nó kiểu mà bọn nó biết khịa rồi. Đấy, mới bé tí tuổi đầu thôi mẹ, thanh con mẹ mới đã biết khịa rồi các bạn ạ. Đấy, xong rồi nó search mấy cái tin kiểu trên TikTok về tôi ấy. Đấy, nào là mấy cái tin kiểu đồn hẹn hò này. Đấy, xong rồi chia tay này. Đấy, thôi các thứ đi. Và xong rồi nó kiểu cứ dí mặt tôi. Chú nhìn đi chia tay. Mẹ dỗi vãi đái luôn các bạn. Các bạn phải là tôi cơ. Thề mẹ lúc ấy đang lên gối hay là củ trỏ các thứ. Nhưng mà ừ, đấy lúc ấy là tay tôi là đang chạm gần đến cổ nó rồi. Đấy là chợt nhận ra à, đấy là mấy đứa cháu của tôi. Đấy, với cả nó có tận 3 đứa lận cơ. Đấy, chứ không một đứa thì kiểu tôi thụ ra một góc riêng. Đấy, tôi lên gối tôi thụ như mấy bác. Đấy là cũng được. Đấy, nhưng mà nó có tận 3 đứa các bạn ạ, là hơi đông. Đấy là tôi cũng hơi sợ. Cái gì cơ, anh nhím kể về những lần đánh nhau á. À, ngày xưa anh có đánh nhau đéo đâu. Ui, mà hôm nay về quê tôi mới biết được. Mẹ nói chuyện với anh chị em họ của tôi thì mẹ mới biết được mấy thằng em họ của tôi, đúng rồi, mấy thằng em họ tôi. Mẹ mới biết được mẹ cả họ tôi ngày xưa mẹ toàn kiểu mấy anh em kiểu đầu gấu, mẹ try mẹ suốt ngày đi đánh nhau các bạn ạ. Mẹ ảo thật đấy, nghĩa là thằng em họ tôi đấy kể là ông thằng em họ tôi đấy kể là ông anh họ này đấy là ngày xưa là cũng kiểu máu mặt mẹ đánh nhau trong trường các thứ này nọ. Đấy, xong rồi một lúc sau mẹ thằng ông anh họ lại kể kiểu gặp thằng ông anh họ đấy, thằng ông anh họ lại kể mẹ thằng em họ này ngày xưa cũng mẹ đi cháy phố. Đấy, xong rồi toàn chơi mẹ lớp là đầu gấu nhất trường, mẹ đéo ai dám đụng vào. Ảo thật đấy, mẹ thề. Sau rồi thằng anh Tôn kể ngày xưa là đi hát karaoke. Đấy, đi hát karaoke chung với thằng em họ, xong rồi tí bị đánh nhầm luôn. Mẹ ảo thật đấy. Thế là lúc đấy là đi trong quán karaoke. Đấy, thế là đi trong quán karaoke. Đấy, thế là tự nhiên kiểu mẹ đang kiểu xích mích với cái hội đéo nào ấy. Đấy, nghĩa là hội bạn của thằng em họ của tôi đang xích mích với hội đéo nào ấy. Đấy, thế là thằng anh tôi mẹ kiểu gọi là hóng hóng ấy. Đấy, thế là đứng hóng hóng. Thế đéo đứng bên cạnh luôn cái hội mà đang bị khịa ấy. Đấy, thế là thằng bạn của thằng em họ tôi mẹ nó tưởng là chung một hội. Thế là ra kịp bạn xách cổ lên. Đấy, tôi nghe kể thế tôi cũng không biết, bảo ra xách cổ lên kiểu định đánh. Thế là thằng em họ tôi phải can bảo ơi mẹ anh họ tao đấy. Ê, các thứ này nọ. Ui, và công nhận ngày xưa vãi là bìu thề. Không biết là ở chỗ khác như thế nào, nhưng mà quê tôi là hay có kiểu mẹ nhìn đều vãi đái cơ. Nhìn đều là bị đánh các bạn ạ. Mà thực ra là có phải nhìn đều đéo đâu, thực ra là chỉ kiểu mẹ nhìn liếc qua thôi hay như nào thôi. Đấy, nhưng mà nhưng mà thì đéo nào ở đấy là cứ hay kiểu nhìn đều là bị xiên. Đấy, là bị đánh. Ảo thật đấy. Không, ngày xưa tôi hay kiểu mẹ kiểu tính tôi đéo là sao, tính tôi cứ bị tò mò các bạn ạ. Đấy, tức là tôi kiểu cứ hay ví dụ mà tôi mà đang muốn kiểu tôi mà gặp một chuyện gì đấy nhá. Đấy, mà chuyện đấy nó kiểu hơi bí ẩn một tí mà kiểu mình nghĩa là cứ kiểu bị thúc ép tôi phải phải mẹ tìm cho ra và tìm hiểu cho ra bằng được ấy. Đấy là tôi hay kiểu mẹ nghịch ngu lắm, nhiều lúc còn bị thành nghịch ngu cơ. Thề. Thế là có lần nhá, tôi nhớ là tôi chơi pháo. Đấy, xong rồi tôi bình thường là mấy anh em kiểu vứt quả pháo kiểu cắm bãi cứt sâu xong rồi cho nổ thôi là đã ngu rồi, đúng không? Đấy, xong rồi hôm đấy là tôi còn kiểu chạy ở nhà vệ sinh. Đấy, xong rồi lúc đấy là tôi lúc đấy là tôi kiểu vứt thử vào trong bồn mẹ nó nổ như thế nào, trong bồn bồn toilet ấy, lúc đấy ở quê. Đấy, tôi vứt tôi quẹt cái tôi vứt vào trong bồn. Đấy, to nổ bùm cái mẹ nghe tiếng to vãi lì thề, mẹ nghe như kiểu bom ấy.
nghe như kiểu bom bê theo nó vỡ mẹ luôn cả cái thạch bể cơ. Ui đéo nghĩ là kiểu vứt vào đấy mà nó nổ to như thế. Lúc đấy lúc đấy kiểu bà tôi ấy đấy vào xem xong rồi kiểu kiểu à đâu lúc đấy kiểu nghe là tưởng tiếng pháo thôi, xong rồi không không biết đấy, xong rồi phải hôm sau mới kiểu đi vệ sinh hay sao ấy đấy, thế là mới hỏi ui con mẹ mẹ ai ai làm vỡ cái bệ toilet không các thứ này nọ rồi. Xong rồi lúc ấy kiểu tôi cũng kiểu mặt tôi đúng kiểu ai biết gì đâu ấy đấy, không tôi không trả lời ấy, mà tôi cứ kiểu đi chơi linh tinh đi loanh quanh thôi đấy. Xong cuối cùng mọi người kết luận là con gà nó làm vỡ toilet các bạn ạ. Ui mà quả đấy thở phào mẹ nhẹ nhõm luôn, thề sợ vãi đấy. Lúc ấy còn bé nhưng sợ vãi lìn. Ồ ngày xưa nghịch lắm các bạn ạ. Ngày xưa tự nhiên mẹ đéo hơn sao quả nhà chơi có bộ môn, ngày xưa về quê cứ có bộ môn mẹ chơi pháo thích vãi đái, mà ngày xưa kiểu pháo chưa bị cấm nữa đấy là chơi mới nhiều đấy. Xong rồi có lần còn kiểu quẹt một cái đấy, xong rồi tự nhiên vứt ra nhưng mà không thấy nó nổ. Bình thường là quẹt cái xong khoảng tầm 3 giây là nó nổ đúng không đấy, nhưng mà cái quả này nó bị xịt đấy, quẹt cái xong rồi khoảng tầm 7-8 giây không thấy nổ. Thế là mẹ tôi vừa cầm lên cái nó đoàng cái mẹ là tay tôi kiểu bị tím hết cả đốt ngón tay luôn đấy. Mẹ lúc đầu kiểu mọi người cứ bảo ủa tôi bịt mẹ xong rồi liệt ngón tay rồi các thứ này nọ, mẹ lúc ấy khóc vãi lìn ra, thề mẹ đau vãi đái luôn đấy. Nhưng mà may là kiểu bôi thuốc các thứ về sau nó lại hết. pháo diêm ấy, pháo diêm thôi trời ơi mẹ, chứ ông nghĩ là pháo gì, mẹ pháo kiểu mẹ B52 à. Mai anh qua nhà anh độ ăn tôm hùm không anh nhìn. Ui mẹ vụ gì đấy, vụ gì mà có tôm hùm đấy, mẹ qua luôn đi chứ mẹ thề. À chơi cờ tỷ phú đúng không? Rồi chơi cờ tỷ phú thua kèo là phải mua tôm cho 3 người còn lại đúng không? Ui bịp mẹ mấy cái kèo vui như thế mà đéo bao giờ rủ mẹ tôi chơi, quá là bìu thật. Ai nghĩ là cái kèo mẹ hay ho như thế vậy, thề đéo hiểu sao. Bịp mẹ đợt trước lại nghĩ ra cái kèo củ bùi gì mẹ thề chơi nói thật ạ. Con mẹ mẹ ảo thật đấy. Kèo mẹ một bao cua Alaska mẹ như thế này vui thế này mà mẹ đéo chơi. Mà đợt đấy nghĩ kèo nói thật Việt Nam như cái đầu bùi vậy. Đấy bình thường, nhưng mà bình thường nó có bao giờ chơi mấy kèo như thế đâu. Việt Nam với tôi nó còn chơi mấy cái kèo kiểu đéo gì ấy. Thề nào nó thua thì ăn cứt. Đấy xong rồi thua nói thật. Xong rồi thua thì để mẹ mặc váy. Mặc váy xong rồi trang điểm nó lên stream. Mẹ toàn kèo mẹ nó đéo gì ấy. Thề kèo còn rốt tóc. Mẹ cay bác cả lên. Ê, nhưng mà có người sủi kèo nhá. Thề có người sủi kèo. Có người sủi kèo các bạn ơi. Mẹ chơi bời kìa. Chơi bời kìa, hình như là tôi vừa thấy comment ở đây xong. Mẹ chơi kìa. Bái cả lìn. Chơi thua thôi không trả kèo kìa. Mẹ đáng lên án không. Trời ơi làm bộ nêu mẹ nhẹ vãi ở lìn ra. Cùng lắm ra ngoài đường đấy người ta nhìn thấy người ta tưởng BD đấy, mỗi thế thôi. Mẹ của tôi lên stream mẹ mặc crop top đấy, mẹ rõ người ta mẹ nghĩ là BD thật đấy. Còn kiểu nếu mà làm bộ móng thì kiểu người ta nghĩ là cũng có thể là cá tính tí thôi đấy, là hơi điệu chút thôi đấy. Còn tôi mẹ ở cái level cao hơn mẹ rồi, thề chơi này đéo xanh chín luôn, cay thật.